Hãng tin Reuters vừa cho biết, người đẹp Manoli Chaser đến từ Ấn Độ đã giành danh hiệu Hoa hậu Thế giới 2017 trong đêm chung kết diễn ra tại Trung Quốc. Trong phần thi ứng xử thì Manoli Chaser đã nhận được câu hỏi người nào xứng đáng được hưởng lương cao nhất và lý do vì sao. Cô trả lời là những bà mẹ xứng đáng nhất với điều này. Cô cao 1m75, đang học chuyên ngành y. Cô được đánh giá cao khi mà tỏa sáng ở hết các sự kiện của Miss World. Cô là người đẹp thứ 6 của Ấn Độ đăng quang Hoa hậu Thế giới. Ngôi Á hậu 1 được trao cho thí sinh ở Mexico, Á hậu 2 là người đẹp Vương quốc Anh. Đại diện của Việt Nam, Đỗ Mỹ Linh dừng chân ở top 40 và giành giải Hoa hậu nhân ái tại cuộc thi.